Hello, chào cả em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cặp loa được mệnh danh là vua cỏ Nhật vàng. Tại vì con này nó ở phân khúc giá rẻ thôi, nhưng mà chất âm của nó khi mà anh em chơi những bản nhạc vàng hoặc những bản nhạc bolero, nó là cực kỳ hay. Con này sẽ đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Pioneer, và tên model của nó là CS610. Đây là dòng sản phẩm mà nó sẽ trang bị ta hệ thống là 3 loa, 3 đường tiếng nha anh em. Đây, mời anh em cùng xem chi tiết của dòng sản phẩm này. Con này là hàng mà Nhật vừa về thôi nha mà, và hình thức còn rất là mới đẹp keng nha anh em, tầm khoảng là 90%. Con này sẽ có thiết kế là thùng gỗ lạc nha anh em. Thùng gỗ nó phải nói cực kỳ chắc chắn và nó rất là nặng anh em à. Đây, buông thành sát cạnh mỗi từ vết nha anh em. Đây, sản phẩm mình sẽ trang bị cho hệ thống là 3 loa anh em, bao gồm là một loa bass 25 nha anh em. Đây, màn giấy viền vả chống dầu nha anh em. Ở điểm nó tạo lên thương hiệu của cặp loa này là nó sẽ trang bị ta một loa mid hoa khế và một loa chép hoa khế cho anh em. Để hai loa mà nó tái tạo lại hai dãy âm nghe phải nói cực kỳ đã, đặc biệt là dãy mid nghe phải nói là rất ấm anh em à, nghe chân thực, nghe rất là nhiều anh em yêu chuộng cái dòng loa này để mà thưởng thức bản nhạc vàng hoặc nhạc bolero cho anh em. Rồi cái chép hoa khế cũng chép con này nghe phải nói rất là bén, tái tạo là nghe sắc lẹt nha mà, nghe những bản nhạc mà ướt át thì phải nói là quá xa đã nha anh em. Còn bên đây là ơ căng trong sản phẩm này nha anh em. Ơ căng nó thì nó sẽ làm bằng vải lưới cho anh em. Ở bên dưới thì nó sẽ có logo in thương hiệu là của Piano. Ơ căng thì nó sẽ có màu nâu nha anh em, nó sẽ trùng màu với cái màu gỗ nhưng mà rất là đẹp nha anh em. Còn phía sau đó thì anh em thấy là nó sẽ có một cái khung gỗ nha anh em, khung gỗ và mài của nó cực kỳ chắc chắn đấy mà. Còn bốn góc thì nó sẽ có một miếng nhưng mà anh em có thể mà dán vào tiếp vào nha anh em, nên là căng dòng này nó rất là dễ để mà tháo lắp so với những cái dòng mà anh em phải cắm trực tiếp vào nha anh em, mình được nói là rất là tiện lợi nha mà. Còn bề mặt sau của dòng sản phẩm này thì nó sẽ có đây tem in thông tin về dòng sản phẩm này nha anh em. Con này hàng mà mình về đặc biệt thì nó sẽ còn nguyên cái tem cờ luôn anh em à. Này có nhiều con mà trước thì Nhật về thì nó sẽ mất cái tờ giấy này nha anh em. Con này về đặc biệt thì nó sẽ còn nguyên cái tờ giấy này luôn. Đây, mời anh em cùng xem ba bờ thông số cấu hình dòng sản phẩm này. Đây, Pioneer model là CS610. Con này công suất là 60W, trở kháng là 8 ohm, được sản xuất bởi Pioneer Electronic Corp, hàng chính hãng ở Made in Japan nha anh em. Con này nó sẽ có hai cái crossover để mà anh em có thể điều chỉnh về giải trung và giải cao nha anh em. Đây, anh em thích nghe nhiều anh em tăng lên, anh em thích nghe ít thì anh em giảm xuống nha anh em. Đây, nói chung mình đang mở ở mức là max nha anh em. Đây, sản phẩm mình sẽ trang bị ra cống bằng hai cạnh loa. Đây, đây anh em sẽ thấy là tem in thông tin về dòng sản phẩm này. Đây, cái này nặng 19kg nha anh em. Rất là chi tiết nhưng mà cái này hàng về mình đánh giá là về hình thức rất là tốt nha anh em. Và giá nhận để lại cho anh em nó là cực kỳ tốt anh em à, chỉ với 6.500.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em phải liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ mình sẽ vào nghe bài test âm của Pioneer CS610, mời anh em. Chỉ
chiều bàn giao cho vùng đêm đen biên giới theo cánh quân anh đóng ven lưng tình nghe muôn côn trùng than trong đêm thuyền sầu tiềm thức xoay trong vùng thương nhớ nên lén đưa anh qua bên mộng này chuyện ngày xưa chia đều ra hai phe đánh anh lấy cây của cặp loa Pioneer CS610 em phải nói là quá xá đã. Nhưng mà con này mình vừa mới test với một bản nhạc bolero, con này đánh tiếng cho ra phải nói là nghe rất là tròn trịa anh em, giải bass nghe phải nói rất là chuẩn chỉnh, nhưng mà và từng cái nhịp của nó nghe phải nói là rất là chắc chắn. Mình rất thích tiếng bass của dòng sản phẩm này. Đây mid với treble của nó đánh tiếng cho ra rất là tuyệt vời, không điểm gì để chơi cho anh em. Và với cặp loa này anh em mà hát karaoke nó cũng rất là tốt cho anh em. Đây bass chỗ này đập nghe phải rất là chắc chắn, nhưng mà rất là nhiều anh em mà chơi dòng này anh em hát karaoke cũng rất là tốt cho anh em. Đây và giá của nó cũng rất là tốt cho anh em, 6.500.000 đồng. Rồi anh em thấy sao về dòng sản phẩm này hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Audio nhé. Xin chào và hẹn em cho những video lần tới. Bye.